Bà anh ơi chú Nhiệm. Rồi mới ăn nãy giờ. Thảo ơi, con ông đi lạc cái này nè. Thằng này thấy ổng là chú mà. Cha xuống tới kìa. Trong nhà nghe, trong nhà người kìa. Trong nhà nghe, không biết cái gì. Tấm đó, đó đi mùa hôi đổ dữ lắm rồi. Không biết tấm chiều bữa nào chị Hai cũng qua chưa hả? Chị Hai tắm kêu chị Hai dạy liễu nha. Nó mai mốt tới liễu tắm. Tắm đây chứ không lẽ nhờ chị Hai hoài. Nói nhìn nè. Nhờ chị Hai hoài là mai mốt trọng nhân thành con của chị Hai luôn đó. Bà nhớ trọng nhân này nè. Cho cho dầu cho bà tắm chưa? Cậu mấy sập tắm cho trọng nhân đi. Nó không biết tắm. Trời lấy sập giờ làm chuyện này coi. Hút hết đi, thuốc đi. Hết đi làm. Chuyện gì? Có một chuyện cho sập làm. Chuyện gì? Chuyện này bình thường đó ha. Mà hút hết đi thuốc đi. Bí mật, sao được. Bây giờ kiểu còn con cá lóc kìa. Bắt con cá lóc lên nấu cháo, ba anh em nhậu. Không có rau gì, không có giá gì. Lấy đọc mì nhúng vô ăn. Thôi, sao nấu đâu. Ăn bí mật cá đâu. Rồi ba cái rau đắng không còn không? Cái tháng trời ơi. Trời ơi. Mấy bữa trước đợi mình xuống rồi còn đó. Ơi, chỗ hả bên nào? Bên kia có ơi, ở ngoài bộ kia. Ơi, ở ngoài kia cậu đắng nhóc luôn thầy. Ở ngoài đây mằng nhà mày nè. Thầy dữ sợ. Ở ngoài cậu đắng nhóc luôn. Ở đâu? Ở mằng nhà mày ông chở ông chú Kha dưới rầm nhà mày cậu đắng nhóc luôn. Vậy đó hả? Phát hỏi như sao? Cậu đắng nhóc luôn. Dạ. Yeah. Cậu đi ra ngoài thằng kia chạy tôi dòm cá chạy. Có cá đủ nhà, thứ cá. Nhà bà con chú Kha ha. Ừ. Ăn cháu. Cháu vịt. Cậu đắng nhóc luôn hả? Thời có cậu đắng mà nấu cháu cá lóc được đã chứ. Giờ bây giờ mình chạy ra đó mình hái. Hái tối thùi mày bốc xuống mày hái. Quay ăn hái được. Mày xin lên chú Khang nữa nè. Chưa dặm lưới xong có được. Dặm lưới xong đi không? Đi. Còn bông đồ bỏ chẳng á. Bỏ đồ ba bữa thì kêu đi ăn. Ba người quốc cái lẩu ăn không hết luôn. Kêu cái lẩu nữa. Tôi hẹn chàng sợp 9 giờ ngày mai có phim hay. Mà dặm lấy ngày. Dặm lấy ngày. Dùm lúa không thấy ngày. Dùm lúa làm như làm nhà hay có ngày có giờ lấy ngày. Điện ổng rồi sao? Ông làm gì? Làm gì? Ông xuống tới viện hả? Cả chui sạc kìa. Quên đem cái chui sạc về luôn rồi. Tự nhiên về rồi cái ở nhà luôn, khi ra thấy lúa lủng lỗ cái là dầm lúa, lúa ở nhà luôn. Chết bị chuột, không nói chuột. Ờ, phải sợ mới biết lo vậy thiệt, cái mừng lắm. Lo thiệt con nó giả sao? Bị chuột, chuột cắn, ổng chưa gãi. À, thiệt khăn. Chuột, bỏ gãi canh bò canh nó chuột, bò canh nó chuột không. Ờ. Sợ lo thiệt. Tại bữa hôm cắt lúa sợ không bắt chuột, cho nên còn chuột. Ổng đi. Phải hôm mấy mình xuống bắt chuột liền vậy. Bắt đầu tôi đi. Bởi vậy phải hỏi mình xuống mình bắt chuột là có lấy rồi. À, đồng bển, mới đồng bên đó có chuột á chú tính. Chỗ nào? Đồng chỗ anh đi bắt cá đó. Đồng đi bắt cá hả? Ừ, đồng đó có chuột đó. Ủa đồng bắt cá đồng nào ta? Ăn cái linh nhớ không có chú Nhiệm. Cái sao ly á. À, đồng đó có chuột á. Ừ, đồng đó là chuột thầy luôn á, nhóc luôn. Mình thi. Một bao chuột luôn á. Ừ. Rồi liệu có con nào không? Không có bắt không. Sao liệu không bắt? Chuột bán măng, bả không ăn chuột. Chuột ăn ếch không ăn, gì cũng ăn chứ vậy. Tao theo không ăn luôn. Tao mua nguyên túi không. Ừ. Ông mua nguyên túi nha, tao mặn hai con. Ừ. Cho bà chú Tám hai con. Ừ. Bà Tám chứ. Rồi còn nhiêu rồi làm gì? Bỏ rộng đó đó. Dạ, rồi chừng nào ăn? Mặn hai con, ếch bán không ăn. Mà cuối cùng có ăn nữa không? Có, mặn nguyên túi không. Ừ, dữ thiệt. Sao mà mua đâu, mua nguyên túi gì vậy? Vậy mua ngay chỗ ta nuôi ếch hay vậy? Hả? Ếch nguyên túi không? Mua chỗ ta nuôi ếch hả? Mua chỗ bán dưới chợ đó. Chợ hả? Ếch làm gì ăn? Sòm ăn. Nấu cháo. Ừ, hồi trưa sợp hứa mình hôm nay xuống chơi ếch sòm ăn mà sao không thấy ta? Hết rồi, sáng mới có. À, sáng mới có ếch hen. Ừ, sáng nay có. Nhiệm ơi, dạ. Dạ, đúng rồi. Ếch sòm môn cũng thầy luôn ạ. Trời ơi, đây có môn sẵn nữa. Thầy luôn, món ngon á. Ờ, trời, sáng mới có, sáng giờ ta bán nhóc. Ừ. Vậy là sáng xuống mà ếch ăn hay gì? Dặm lúa xong rồi mặn ếch ăn hay sao? Sáng dập chưa chút mới vô. Ừ, chưa chút mới vô mà mặn ăn ha. Ừ. Có không ta? Có không có. Để coi chờ hồi hộp và chờ đợi ngày mai kết quả sẽ như thế nào. Thế nào? Coi có sổ số không? Sổ số. Thế sổ số kết quả sao đây? Nó ho kìa. Thôi mình sợ có vô độc rắc không?
mời mà mình sạp giẫm lúa tới trưa luôn là do độc đắc đó. Độc đắc à? Ừ. Chứ không phải thường đâu ạ. Có hả? Chứ vừa hôm uống luôn, bỏ hư luôn á. Ừ. Bên chú Kha bánh. Không rồi hen. Chưa. Thì sao uống đi. Ở không có uống đâu đi. Hôm nay chưa uống nữa. Ăn. Trời ơi. Bởi gì? Hôm nay về không uống để mốt nó hư luôn rồi luôn. Rồi hút thuốc xong lại lại đây. Đi lại xe đó đi. Rồi cái gì? Vụ này mà vụ này cũng thường thôi à. Xách cái bịch đó đi. Xách bịch đó. Rồi đi vô mẹ. Dạ chú Chính đó. Đi vô tặng cho mẹ. Tặng mẹ. Ừ. Mẹ đâu rồi? Thôi. Cái gì dữ vậy? Rồi vô nói sao nói cho đàng hoàng coi. Nói sao mà cứ giờ được đó. Rồi nói sao? Chú Tính á. À, tặng cho mẹ làm gì? Uống. Uống để làm gì? Cái này nó uống lắm. À. Bỏ cái này bọn bỏ à, lấy ra coi gì? Lấy ra coi gì? Cô coi biết gì không? Nó cắp nè cái gì? Một bịch ngũ cốc chứ bịch cái loại cô thích kìa. Cái này nó uống chú tiện thôi. Ừ. Cái này không uống. Cái loại này cô thích nè phải không? Cô uống này nè phải không? Rồi nói với mẹ sao sập? Uống bồi dưỡng vô. À, không rồi, nó mẹ uống bồi dưỡng sức khỏe vô. Cái này cho mau khỏe. Mình cũng tính. Yeah. Ừ. Cô hai nói của đó ha. Ừ. Chứ không nói của mình khơi được ha. Ừ. Rồi tặng cô nghe cô. Dạ. Yeah. Tội cô già dữ vậy. Cô ừ được rồi, con nhỏ cô ừ được rồi. Ừ. Vậy hay cái gì vậy? Quên hay ớt. Quên mang dép rồi. Hay ớt là cái gì? Trong nhiệm hái. Nhân ơi. Nhân. Cái mặt công nhân không chịu nổi. Ồ chị hai qua. Cái này lo mình chứ tắm rửa gì. Nó qua chị hai. Chị bán về mới về qua luôn hả chị? Chị không có chị đi lấy rồi cái dậu chị về đây. Dạ. Chừng nào cưới chồng chị hai. Cưới già, cưới già. Ở cái đâu ta đây ạ? Chị không cưới là sợ liễu cưới à? Gì móng tay cắt không ngắn rồi mà. Tôi coi. Cái đó nè. Ừ, mau ra quá, chút cắt nữa. Chơi cho mày hai đây con. Chơi mày hai coi. Mày nhả kìa thuốc nữa. Nếu mà mày nhả kìa thuốc nữa kìa. Ai? Chị nó mà không nghe trời. Chị U La. Chị U La vậy? Chị mà chưa dầu chị ăn kìa. Nếu mà không biết tắm trong nhân chị hai đã tắm mai mốt chọn chị hai ẩm thì bển làm con luôn ẩm trong nhân bển luôn. Ừ. Chịu hả? Chịu không? Chịu. Ồ, liễu nó chịu cho hả chị hai? Thôi vậy em ẩm gì chết? Đây đây ẩm gì chết? Nhân, đi theo chú chị anh coi. Chú già tính ẩm gì chết? Chú chị anh đi. Chịu rồi. Mẹ chịu ơi, mẹ chịu rồi kìa, đi theo chú chị anh nè. Để đây liễu quýnh quá mà, liễu chịu rồi. Vậy vậy lát anh ẩm nó về nha. Chàng ơi nó còn nhỏ mà làm gì quýnh nó chắc chát liệu. Nhỏ này lật nó cho nó con ngay ngủ. Cái nào lật quá rồi quýnh. Trời ơi thiệt tịnh nhỏ này. Quýnh nhỏ chát luôn. Quýnh vô đâu ai? Nó lên nó chẳng nó quýnh rồi bà bãi đi là. Nó quýnh nó khóc nhỏ khóc. Ông nội ơi có nghĩa là sao mà quýnh. Thì nó lật hoài rồi nó nghe hoài nó ngủ được. Trời ơi thiệt tịnh. Trời ơi liệu ơi là liệu không cưng nó hả liệu. Không có được quýnh nó nữa nghe. Ôi. Em tay đấy con. Vàng người ta quýnh gì đó. Em tay cái tay. Người ta lật cái tay quýnh ta. Kỳ sự chứ. Liễu này chắc bị đòn quá Liễu. Mẹ quýnh con đó hả con? Mẹ quýnh con hả con? Quýnh chỗ nào nói chú nghe coi. Quýnh con chỗ nào đâu? Quýnh trong nhân chỗ nào? Quýnh vô đích trong nhân phải không? Phải không? Mẹ kỳ quá à. Trời ơi ta thấy thương nhà quýnh ta vậy đó. Cái bà hai gì? Em hai gì? Trời ơi. Thiệt là tình. Trong tay nó nè. Ô ghê. Cười. Nhiều quá. Nó cười. Nó cười. Ôi, mình sợ bên nay về đây ổn quá chứ phải chảnh là giờ vô thầy giáo vô kèo nữa rồi. Vô kèo nữa rồi. Trời ơi, sức khỏe ghê luôn không?
À, vô xe nữa hả Nhân? Ồ, hello, hello. Chào. Tối vô kèo rồi sao bây? Vô kèo rồi. Vô kèo. Ổn quá hả? Vậy thôi mình đi dánh mình nhậu nè. Phải động đi. Tông ba công an bắt chết rồi mọi. Dạ hả? Công an bắt chết rồi. À. Căng lắm rồi. Mà sao chạy xe đạp đi. Đi nữa. Chạy xe đạp lên dánh nhậu. Ừ. Chạy được không? Được. Chạy xe đạp lên dánh được không? Được. Chạy xe mười mới tới. Xe tối thế đường rồi chạy xe đa chạy dữ lắm không rồi. Đầu chó hả? Đầu chó là gì? Xe công nơ á. Trời. Không nên chạy dữ lắm không? Mà không thấy đường chạy nguy hiểm không? Ừ, đúng rồi. Vậy tối mai mốt là không có xách xe đạp chạy ra quên lộn nhựa nha. Nguy hiểm lắm. Nấu trà đi. Bánh này chú tính. Ăn đi. Đó, chồng ăn bóp rồi. Thì cơm nước gì chưa? Rồi. Cơm đâu bạn? Ăn nào? Cháo ngoài á. Cháo ngoài nhà bà con kha hả? Má mày kim gầu đắng. Mày kim gầu đắng. À. Má gầu đắng. À. Gầu đắng mà nhóc mà. Mày kim gầu đắng không? Ừ. Gầu đắng. Trời ơi, trong Nhân chơi mình luôn kìa. Mũi cắn nha con. Bắt quả. Ờ, có quả. Chơi mình một luôn rồi. Thấy không? Hay tắt cái đàn pha nước quá. Đàn pha nước. Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì e e đó? Cái gì e e? Hả? Rồi, mẹ hay pha nước kìa. Nhân ơi, ngước mặt lên nha con. Nhân, ngước mặt lên. Nhân ừ, trong Nhân này không có điếm sỉ gì tôi chân hả? Đây nè, lấy tay ra. Đây nè, không vậy. Không vậy, ngã người vô coi. Ngã người vô con. Buông tay ra con. Buông tay ra, à, ngã người ra. Không có buông tay ra. Buông tay. Không có ngậm nữa. Chưa giờ, Nhân chưa giờ. Nhân chưa giờ. Quýnh cái tay giờ nè. Lấy tay ra coi. À. Dừng lên. Lên nè. Con không có cân sốt được. Vô gỡ mình kìa. Có nhậu bỏ rồi. Vô gỡ mình kìa. Nước được không? Nghe hình chậm nhanh. Lên. Làm gì ngã vô đó không ạ? Đi biểu rồi, nước lên. Sao ngậm tay hoài hai? Thì chết nó phải vậy chứ sao. Phải ngậm chứ. Chị giờ. Vậy hả? Không đi thị đâu. Mày đi không? Ở đâu? Mày nhà dặm lúa mà. Lúa. Chạy mà coi coi dặm lúa. Người đi vô coi theo con. Tính kìa. Ờ để con đi nhà, bỏ đi cả ơi, tao ép nó mà. Trời bữa chưa đã làm gì? Trời giờ bữa đi. Ủa mà cái này bắp chuối gì á? Chuối chim á. Ồ chim ngon. Cái bóp cổ luộc luộc cắm nó trời Trần rồi không có quay được. Nhớ con về nghe con. Về nghe Trung Nhân. Trung Nhân ở Trần rồi không có quay được Trung Nhân ơi. Ờ ở Trần thấy thương quá hè. Không về cho hai ơi. Rồi đi về. Ăn cơm đi ngủ. Ăn cơm rồi. Ăn, ăn à, Đức Tính xin phép video này là tới đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe tất cả mọi người.